Xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn đến với Học Văn Chị Hiên. Và trong buổi học, trong buổi livestream ngày hôm nay thì chị và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu, đọc hiểu một văn bản thuộc thơ Đường Luật, đó chính là văn bản Tự Tình Một của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương. Và chị tin chắc rằng là thơ Đường Luật sẽ luôn là một cái trở ngại cho chúng ta trong khi chúng ta tìm hiểu cũng như là thực hành các câu hỏi liên quan đến đọc hiểu. Vậy thì trong cái buổi livestream ngày hôm nay thì chị và các bạn sẽ cùng nhau đọc, và nếu như các bạn có bất kỳ một thắc mắc gì liên quan đến cách đọc hiểu bài Tự Tình Một cũng như là đọc hiểu các bài thơ liên quan đến thơ Đường Luật thì các bạn có thể để lại bình luận để chị có thể hướng dẫn và giúp đỡ các bạn, để chúng ta có thể chuẩn bị cái kỹ năng để tham gia cái kỳ thi cuối kỳ sắp tới nhé. Và để chúng ta bắt đầu vào cái phần trả lời câu hỏi thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại bài thơ Tự Tình Một của Hồ Xuân Hương. Tiếng cà văng vẳng gáy trên bom, oán hận trông ra khắp mọi chòm. Mõ thảm không khua mà cũng cốc, chuông sầu chẳng đánh cớ sao om. Trước nghe những tiếng thêm rầu rĩ, sau giận vì duyên để mõm mòm. Tài tử văn nhân ai đó tá, thân này đâu đã chịu già tom. Và câu hỏi đầu tiên đó chính là hỏi về thể thơ. Và chị nghĩ là chúng ta đều có thể dễ dàng xác định được thể thơ của bài thơ này đúng không? Chúng ta thấy được rằng là trong bài thơ Tự Tình này sẽ có 8 câu, và mỗi câu sẽ có 7 chữ. Và thơ Đường Luật thì chúng ta biết được rằng là nếu như bài thơ có 8 câu, mỗi câu 7 chữ thì chắc chắn đó chính là thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật đúng không nào? Và ở câu hỏi này thì chị cũng sẽ làm rõ hơn cho chúng ta về phần các đáp án còn lại. Nếu như mà bài thơ chúng ta tiếp cận là thể thơ tự do thì nó sẽ không giới hạn về số câu, cũng như là không giới hạn về số chữ trong một câu, thì mình có thể xác định đấy chính là thơ tự do. Còn thơ lục bát thì chúng ta biết được rằng đó chính là nó sẽ xen kẽ giữa 6 chữ và 8 chữ. Còn nếu như là thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt, riêng Thất Ngôn Tứ Tuyệt thì nó cũng chính là một trong những thể thơ mà thường hay gặp nhất của thơ Đường Luật. Thì thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt thì nó cũng sẽ có 7 chữ, tại vì nó là thất ngôn. Nhưng bởi vì nó là tứ tuyệt cho nên nó sẽ chỉ có 4 câu mà thôi. Cho nên sự khác biệt giữa hai đáp án này đó chính là về số lượng câu trong một bài thơ. Nếu như Thất Ngôn Tứ Tuyệt là chỉ có 4 câu thì Thất Ngôn Bát Cú sẽ là có 8 câu. Và đáp án này thì chính là đáp án D, là đáp án chính xác ở câu số 1. Và chị nghĩ là chúng ta có thể dễ dàng làm được bài này đúng không? Câu số 2 nó hỏi chúng ta về biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong hai câu thơ in đậm, tức là hai câu thơ thứ 3 và thứ 4. Mõ thảm không khua mà cũng cốc, chuông sầu chẳng đánh cớ sao om. Ở đây thì nó có 4 đáp án. Thứ nhất đó chính là phép đối, thứ hai đó chính là so sánh, thứ ba ẩn dụ, thứ tư đó chính là hoán dụ. Vậy thì theo các bạn ở phần này chúng ta sẽ lựa chọn đáp án nào sẽ là đáp án chính xác nhất? Nếu như mà đối với một câu hỏi các bạn chưa thật sự biết câu trả lời thì các bạn có thể dùng phương pháp loại trừ để chúng ta có thể loại bỏ những cái đáp án mà chúng ta không chắc chắn, cũng như là có thể chọn được đáp án chính xác nhất. Thì ở câu hỏi này thì chúng ta thấy được rằng là trong đây chính là cái thể thơ Thất Ngôn Bát Cú. Và chúng ta biết được rằng là trong các cái bài thơ Đường Luật ấy thì chúng ta không thể nào không nhắc tới một phép, đó chính là phép đối. Mà phép đối đối với thể thơ Thất Ngôn Bát Cú ấy thì thường nó sẽ được sử dụng ở hai cặp câu thơ. Thứ nhất đó chính là câu thứ 3 và thứ 4. Thứ hai đó chính là câu số 5 và số 6. Và chúng ta thấy được rằng là đáp án ở đây chắc chắn sẽ là phép đối. Chúng ta thấy là mõ thảm nó sẽ đối với chuông sầu, không khua đối với chẳng đánh, mà cũng cốc đối với cớ sao om. Và chúng ta sẽ xác định phép đối bởi vì là nó sẽ có sự tương đồng về mặt ý nghĩa, đồng thời nó có cùng từ loại và cùng vị trí ở trong câu, thì chúng ta có thể xác định đó chính là phép đối. Còn so sánh thì tất nhiên chúng ta không thể lựa chọn ở cái câu hỏi này. Lý do là chúng ta không hề có từ ngữ so sánh. Từ ngữ so sánh tức là những từ ví dụ như là như, hay là giống như, hay là chẳng bằng đối với so sánh hơn kém. Thì không có từ ngữ so sánh, không có các vế so sánh thì chúng ta không thể nào mà chọn là so sánh được. Tương tự như thế, hoán dụ và ẩn dụ thì không có tín hiệu, không có dấu hiệu nghệ thuật thì chúng ta cũng loại bỏ nó nhá. Và chị nghĩ là câu số 1 và câu số 2 là các câu hỏi nó khá dễ, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp câu thơ thứ 3. Câu thơ thứ 3 đó chính là câu hỏi số 3 là hai câu thơ tiếng cà văng vẳng gáy trên bom, oán hận trông ra khắp mọi chòm, thể hiện tâm trạng gì của nhân vật trữ tình. Và ở phần này thì chúng ta có thể dễ dàng xác định được đúng không? A là oán hận,
B là hạnh phúc, C là vui vẻ và D là nhớ nhung. Thì ở đây nó có cái từ là oán hận ngay, đặt ngay ở đầu câu thơ thứ hai. Thì chúng ta có thể xác định luôn đó chính là câu 3, đáp án đó chính là A, oán hận. Tiếp theo là câu số 4. Trong câu thơ, thân này đâu đã chịu giá tom, từ thân này chỉ ai? A là người đọc, B là Nguyễn Khuyến, C là Nguyễn Du và D là Hồ Xuân Hương. Câu này thì lại quá dễ, còn dễ hơn các câu trước nữa, mà chị nghĩ là chúng ta cũng không phải lăn tăn hay là suy nghĩ quá nhiều, đúng không? Từ thân này chắc chắn ở đây thì chỉ đó chính là nữ sĩ Hồ Xuân Hương, không thể là đáp án, ba đáp án còn lại. Và chúng ta đã cùng nhau đi qua 4 câu hỏi, và chị nghĩ là 4 câu hỏi này thì nó sẽ ở những cái mức độ nó khá là dễ, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những câu hỏi nó có mức độ đọc hiểu cũng như là yêu cầu vận dụng nó khó hơn một chút xíu. Câu hỏi số 5, tự lái văng vẳng trong câu thơ, tiếng gà văng vẳng gáy trên bom gợi cảm giác về điều gì? A là tiếng trống thưa thớt xa xăm, B là thời gian càng trở nên khuya khoắt hơn, C là một không gian rộng và tĩnh mịch, D là nhỏ bé và ít ỏi. Theo các bạn là ở câu số 5 thì chúng ta sẽ lựa chọn đáp án nào là đáp án chính xác nhất? Các bạn có thể để lại bình luận cho chị ở phần bình luận nhé, để chị xem là các bạn thực sự đã đọc hiểu được văn bản này chưa, hay là chúng ta vẫn có một chút vướng mắc nào đấy trong phần đọc hiểu nội dung nhé. Các bạn đã có đáp án cho câu số 5 chưa nhỉ? Hỏi là từ lái văng vẳng trong câu thơ tiếng gà văng vẳng gáy trên bom. Thì chúng ta biết được rằng là văng vẳng là một từ lái cũng như là một từ tượng thanh gợi đến một cái âm thanh nó vọng lại ở xa xôi. Mà chúng ta biết được rằng là một âm thanh mà dù cho nó nhỏ mà nó được vọng ở một cái không gian phải là rất là rộng lớn và tĩnh mịch thì nó mới có thể văng vẳng cũng như là vang lên cả một không gian rộng lớn. Thì đáp án ở đây đó chính là đáp án C, nó là một không gian rộng và tĩnh mịch. Câu số 6, đọc bài thơ anh chị nhận thấy khát vọng gì của Hồ Xuân Hương? A là khát vọng công danh sự nghiệp, B là khát vọng hạnh phúc lứa đôi, C là khát vọng cuộc sống ấm no và D là khát vọng được đi ngao du sơn thủy. Câu này cũng là một câu khá là dễ. Chúng ta thấy được rằng là trong bài thơ thì không có bất kỳ từ ngữ và hình ảnh nào đề cập tới những nội dung như là công danh sự nghiệp hay là chí làm trai hay là mong muốn được khao khát cống hiến, được đi ngao du sơn thủy, mà tất cả chỉ dùng để biểu lộ cho một cái mục đích, đó chính là khát vọng hạnh phúc lứa đôi. Và chúng ta cũng, chị nghĩ là ở thông tin của Hồ Xuân Hương thì ít nhiều gì các bạn cũng đã biết về hoàn cảnh của nữ sĩ. Mặc dù là một người tài sắc phạm toàn nhưng mà đường tình duyên của Hồ Xuân Hương thì không mấy suôn sẻ. Và bà đã 2 lần chồng nhưng mà cũng không có một cuộc hôn nhân nào hạnh phúc. Và vì thế thì trong các bài thơ của bà thì thường có dấu ấn của cái khát vọng hạnh phúc lứa đôi, khát vọng được sống trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vì thế là chị nghĩ là khi chúng ta gặp bất kỳ một bài thơ nào của Hồ Xuân Hương, không chỉ bài Tự Tình 1 hay là 2 bài tự tình còn lại của bà, chúng ta đều có thể đọc và cố gắng để xem là có phải là bài này có khát vọng hạnh phúc lứa đôi hay không. Thì đấy cũng chính là một trong những cái nội dung thường xuất hiện trong các tác phẩm của Hồ Xuân Hương mà các bạn cần phải lưu ý nhé. Câu số 7 thì nó sẽ hỏi về cái sự so sánh, và cái này sẽ là một cái sự vận dụng cao hơn một chút xíu. Đó chính là sự giống nhau trong tâm trạng của Hồ Xuân Hương được thể hiện trong 2 bài thơ Tự Tình 1 và Tự Tình 2 là gì? Tự Tình 2 là văn bản mà có trong sách giáo khoa các bạn đấy, mà chúng ta biết là theo chương trình mới thì các tác phẩm có trong văn bản sẽ không được ra vào trong đề thi nữa. Vậy nên là thường chúng ta sẽ chỉ dùng mục đích là so sánh và liên hệ mà thôi. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có sự liên hệ giữa Tự Tình 1 và Tự Tình 2, và chúng ta sẽ cùng theo dõi các đáp án và cho chị biết được câu trả lời của mình nhé. A đó chính là sự căm thù chế độ phong kiến thối nát, B là buồn tủi xót xa phẫn uất trước duyên phận, C là sự thách thức cuộc đời, và D đó chính là buồn đau chán trường vì cuộc đời nhạt nhẽo và vô vị. Theo các bạn thì ở câu số 7 này thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào đáp án chính xác nhất? Các bạn có thể liên hệ suy nghĩ lại xem là ở trên lớp thì các bạn đã từng học nội dung của Tự Tình 2 thì các bạn sẽ thấy là có điểm gì tương đồng giữa Tự Tình 1 và Tự Tình 2, thì các bạn có thể cho chị câu trả lời nhé.
Chị thấy câu trả lời của các bạn đúng rồi đấy. Nhiều bạn rất là chọn đáp án B, và đây cũng chính là đáp án chính xác. Tự tình 1, tự tình 2 hay là một bài thơ nữa cũng nằm trong chùm tự tình, đó chính là tự tình 3, đều có một đặc điểm chung trong tâm trạng của Hồ Xuân Hương hay là nhân vật trữ tình, đó chính là sự buồn tủi, xót xa và phẫn uất trước cái tình duyên của cuộc đời mình. Và đấy cũng chính là nội dung chủ đạo trong khá là nhiều tác phẩm của Hồ Xuân Hương. Và chị và các bạn đã cùng đồng hành với nhau xong 7 câu trắc nghiệm của văn bản tự tình 1. Và chị nghĩ là đối với việc đọc hiểu một văn bản đường luật nói chung hay là đối với bài thơ này nói riêng thì nó cũng không quá khó, đúng không? Khi mà chúng ta có thể nhận biết được các cái yếu tố liên quan đến nghệ thuật, ví dụ như là thể thơ, ví dụ như là phép đối, hay là đọc hiểu về nội dung khi chúng ta đọc hiểu nội dung của các từ ngữ này, hay là của một câu này, hay là chúng ta có thể đọc hiểu được cái cảm xúc chủ đạo, cái cảm hứng chủ đạo bao trùm lên cả bài thơ đấy, thì nó không quá khó. Tuy nhiên thì khi chúng ta tiếp cận với những tác phẩm mới hơn thì có khả năng là chúng ta sẽ rất dễ gặp những cái sự băn khoăn trong quá trình chúng ta đọc hiểu. Vậy nên là chúng ta sẽ phải dành thời gian để có thể rèn luyện kỹ năng cũng như là ôn luyện thật là kỹ về mặt lý thuyết và thực hành thật là nhiều để có thể sẵn sàng với bất kỳ một câu hỏi cũng như là dạng đề nào liên quan tới thơ đường luật nhé. Và chúng ta biết được rằng là nếu như các bạn có theo dõi về cái phương án thi của Bộ Giáo dục ban hành vào năm 2025, tức là khi các bạn bắt đầu thi theo chương trình mới ấy, thì đó chính là cái đề ngữ văn thì sẽ là 100% về tự luận. Cho nên là chắc chắn là chúng ta sẽ dần phải chuyển hướng tất cả các dạng đề theo hướng là tự luận, chứ không còn các câu hỏi trắc nghiệm nữa. Vì thế là cho nên là các bạn phải chú ý là phải rèn luyện kỹ năng đọc hiểu để có thể làm những câu tự luận thật là tốt nhá. Tại vì chị cũng thấy là các bạn thường sẽ cảm thấy là đọc hiểu sẽ rất là dễ, nhưng mà đấy chỉ là với phần trắc nghiệm thôi. Còn nếu như chúng ta làm tự luận thì sẽ có nhiều khó khăn và cản trở hơn rất là nhiều. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thử sức với ba câu tự luận liên quan tới tác phẩm văn bản tự tình 1 của Hồ Xuân Hương nhé. Câu đầu tiên là một câu mà chúng ta cũng có thể dễ dàng gặp trong quá trình chúng ta đi thi hay làm bài kiểm tra, không chỉ đối với thể loại là thơ hay là thơ đường luật, mà chúng ta còn có thể gặp với các cái thể loại khác, ví dụ như là truyện chẳng hạn thì cũng thường có câu hỏi này, đó chính là câu hỏi xác định ý nghĩa nhan đề. Xác định ý nghĩa nhan đề cũng là một cái bước rất là quan trọng khi chúng ta đọc hiểu một văn bản. Tại vì nhan đề cũng chính là cái đầu tiên thu hút bạn đọc này, sau đấy nó còn có khả năng chứa đựng và giới thiệu về cái nội dung mà sẽ được triển khai trong cái văn bản, cũng như là có thể hiện được cái phong cách sáng tác của tác giả. Vậy thì đối với nhan đề của tác phẩm đó chính là tự tình, thì nó sẽ có nội dung, và chúng ta sẽ làm sao để có thể xác định được ý nghĩa nhan đề của tác phẩm. Thì khi mà chúng ta xác định ý nghĩa nhan đề của tác phẩm ấy, thì chúng ta thường dùng bằng cái phương pháp, đó chính là chiết tự. Phương pháp chiết tự có nghĩa là chúng ta sẽ tách các cái từ ở trong cái nhan đề đấy ra, chúng ta sẽ xác định nghĩa của từng cái từ, từng chữ một, sau đấy chúng ta sẽ ghép nó lại và triển khai và nhận xét về cái ý nghĩa của nhan đề đấy. Ví dụ như nhan đề tự tình ở đây thì chúng ta biết được rằng là tự tức là tự bản thân mình, còn tình nó chính là tình cảm, tức là cái này là tự bản thân này. Rồi là tình thì tức là tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ. Vậy nên là từ đấy chúng ta có thể nhận xét được cái nhan đề tự tình chính là tự bộc lộ tâm tình. Rồi là tình cảm một cách trực tiếp. Và ở trong bài thơ này ấy, thì nhân vật trữ tình ở đây chính là người phụ nữ. Và sẽ không sai khi chúng ta nói rằng nhân vật trữ tình ở đây cũng chính là Hồ Xuân Hương. Vậy nên bản chất ở đây thì cũng chính là lời tự bạch, tự trải lòng mình của Hồ Xuân Hương. Đấy.
đấy, thì đây chính là cách để chúng ta xác định ý nghĩa nhan đề, tức là chúng ta sẽ dùng phương pháp gọi là phương pháp chiết tự. Và đây cũng chính là cái phương pháp mà chị nghĩ là chúng ta có thể áp dụng với khoảng 90% tất cả các ý nghĩa nhan đề mà các bạn cần xác định, để chúng ta có thể xác định được ý nghĩa nhan đề một cách đầy đủ và chính xác nhất nhá. Và câu hỏi tiếp theo mà chị muốn các bạn cùng chị có thể tìm hiểu cũng như là đọc hiểu và trả lời cho câu hỏi này, đó chính là hỏi rằng là câu thơ "Thân này đâu đã chịu giá tom, thể hiện tính cách và con người gì của nhân vật trữ tình, thể hiện điều gì trong tính cách con người của nhân vật trữ tình?" Đối với những câu hỏi như thế này, hay là những câu hỏi yêu cầu chúng ta phải nhận xét bất kỳ một cái yếu tố nào, ví dụ nhận xét về nhân vật, nhận xét về con người, hay nhận xét về thái độ, thì trước hết đối với một bài thơ, một câu thơ thì chúng ta phải dựa theo các yếu tố. Thứ nhất đó chính là từ ngữ, thứ hai là hình ảnh, và đi cùng với từ ngữ và hình ảnh đó chính là các biện pháp nghệ thuật, các biện pháp tu từ. Thế nhưng mà nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở mặt là từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ thôi thì nó cũng chưa đủ. Vậy nên là khi chúng ta đọc hiểu một tác phẩm thơ, một đoạn thơ hay một câu thơ thì chắc chắn chúng ta cũng cần phải chú ý đến giọng điệu trong cái câu thơ đấy. Tại vì giọng điệu sẽ nói lên được cái cảm xúc của nhân vật trữ tình. Giọng điệu cũng chính là tín hiệu để chúng ta có thể nhận xét được cái thái độ tình cảm của người viết. Vậy nên là đối với câu thơ, đối với câu hỏi là câu thơ "Thân này đâu đã chịu giá tom" thể hiện điều gì trong tính cách và con người của nhân vật trữ tình, thì chúng ta có thể hiểu theo các cái nghĩa dựa theo các cái từ ngữ và hình ảnh. Ví dụ như từ "thân này", hồi nãy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cái câu đọc hiểu ấy và trắc nghiệm ấy, thì chúng ta có thể thấy là cái từ "thân này" cũng chỉ cho là Hồ Xuân Hương. Nãy chúng ta đã làm cái phần trắc nghiệm rồi đúng không? Thì nó sẽ hiểu cho đây chính là tâm trạng của Hồ Xuân Hương. Và "đâu đã chịu giá tom" thì có hai cụm từ khá là quan trọng. Thứ nhất đó chính là "đâu đã chịu", và thứ hai đó chính là "giá tom". Đặc biệt là cái cụm từ là "đâu đã chịu", và chúng ta thấy được rằng là mặc dù cái hoàn cảnh, cái cuộc đời có vùi dập như thế nào đi chăng nữa, do cuộc đời đẩy bà đến bước đường cùng, hay là phải chịu những cái nỗi uất ức, uất hận, oán giận, đây có cái từ là oán hận ở trong này này, rồi là cũng cốc cớ sao om, hay là thảm sầu, đây thảm sầu, rồi là rầu rĩ, rồi là mõm mòm, những cái từ như thế đã bộc lộ được cái cảm xúc của nhân vật trữ tình về cái số phận, về con đường tình duyên của mình. Thế nhưng kết lại nó lại bằng một câu thơ là "thân này đâu đã chịu giá tom", không chịu khuất phục trước hoàn cảnh, hay là thể hiện cho chính cái sự ngang tàng mạnh mẽ và có phần cá tính quyết liệt của Hồ Xuân Hương. Và chúng ta thấy được rằng là không chỉ bên cạnh là chúng ta phải dựa vào các cái tín hiệu nghệ thuật như là từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ, giọng điệu, mà chúng ta còn phải chú ý cho chị là khi chúng ta làm cái dạng đề là nêu nhận xét hoặc là nêu cái quan điểm của mình ấy, thì chúng ta nên sử dụng từ 3 đến 5 từ đồng nghĩa hoặc là gần nghĩa. Những câu hỏi như thế này thì trong bài thi nó có thể là 1 đến 1 điểm rưỡi. Thì nếu như các bạn chỉ trả lời bằng một từ, ví dụ như chỉ trả lời bằng từ ngang tàng thôi, thì chắc chắn các bạn cũng chỉ được 0,25 đến 0,5 điểm, không thể nào đạt điểm tối đa đúng không? Mà khi chúng ta muốn đạt điểm tối đa thì chắc chắn là khi chúng ta nhận xét thì chúng ta phải dùng những cái từ nó đồng nghĩa và gần nghĩa với nhau. Thì ngang tàng, mạnh mẽ, cá tính và quyết liệt thì đấy chính là những từ gần nghĩa mà khi chúng ta đưa vào thì nó sẽ rất là hợp lý và chính xác khi để có thể nhận xét về tính cách và con người của nhân vật trữ tình, hay cũng chính là của Hồ Xuân Hương được thể hiện trong câu thơ cuối cùng, đó là "thân này đâu đã chịu giá tom". Thì đấy chính là cái phần cách để chúng ta có thể nêu nhận xét khi mà trong câu hỏi có cái yêu cầu như thế. Còn đối với câu hỏi số 10,
Câu hỏi số 10 thì thường là những câu hỏi nó mang tính chất liên hệ với thực tiễn, liên hệ với hiểu biết của bản thân mình, chứ nó không chỉ gói gọn trong tác phẩm nữa. Và câu này thường sẽ là những câu vận dụng cao và sẽ là điểm nhiều nhất trong phần đọc hiểu. Vậy thì câu hỏi số 10 nó sẽ yêu cầu các bạn, đó chính là từ cái văn bản trên thì các bạn hãy nhận xét về số phận của người phụ nữ. Trong xã hội phong kiến, bằng 5 đến 7 dòng. Và chúng ta thấy là thế này, trong nó bảo là từ văn bản đúng không, thì chúng ta sẽ phải dựa vào văn bản. Và như chị nói hồi nãy thì trong văn bản đã xuất hiện rất nhiều từ để thể hiện cho cái tâm trạng trực tiếp. Ví dụ như là từ oán hận, từ thảm, từ sầu, từ rầu rĩ, từ mõm mòm. Thì tất cả những từ này nó đều là tính từ để bộc lộ cảm xúc một cách trực tiếp. Và từ các cái dấu hiệu này cũng như là hiểu biết của bản thân mình, thế thì chúng ta có thể nhận xét và rút ra được cái số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Và chúng ta cũng lưu ý là ở cái câu số 10 này ấy, thì nó là câu nhiều điểm nhất nhưng nó cũng chỉ là từ 1 đến 1 điểm rưỡi. Cho nên là khi chúng ta làm bài, chúng ta sẽ phải tránh cho chị ở cái việc đó chính là viết quá dài. Nếu như đề đã yêu cầu chúng ta về dung lượng, về hình thức là yêu cầu từ 5 đến 7 dòng thì chúng ta cũng chỉ gói gọn theo đúng như đề yêu cầu, đó chính là 5 đến 7 dòng. Và tối đa thì chúng ta cũng có thể triển khai đến 10 dòng, còn tuyệt đối hạn chế là trình bày quá dài khiến cho bài của mình mất điểm ở phần này. Bởi vì là chúng ta biết là cho dù các bạn có viết dài, viết hay như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ được có từ 1 đến 1 điểm rưỡi tùy bài. Nhưng mà nếu như các bạn làm phần này quá dài thì tất nhiên các bạn sẽ mất thời gian, và ở cái phần sau thì các bạn không thể nào mà còn chú tâm để viết bài và thậm chí là không thể hoàn thành phần viết. Và đấy cũng chính là cái điểm tối kỵ khi chúng ta đi thi, là không thể nào mà không hoàn thành bài và kết bài cho bài viết. Cho nên các bạn lưu ý cho chị là ở câu số 10, nếu như đề đã yêu cầu về dung lượng, về số câu, số dòng thì chắc chắn chúng ta phải đảm bảo yêu cầu này nhá. Tuyệt đối không được viết quá dài, không được dành thời gian quá nhiều cho phần này. Còn về mặt nội dung, cách triển khai về mặt nội dung chị có thể gợi ý cho các bạn như sau. Nó yêu cầu các bạn 5 đến 7 dòng thì nó cũng sẽ tương đương với từ 4 đến 5 câu. Thế thì câu đầu tiên, câu 1, thì chúng ta sẽ dành một câu cho cái việc đó chính là nêu khái quát. Nêu nhận xét khái quát từ văn bản. Ví dụ như là từ văn bản, từ tác phẩm Tự tình một của Hồ Xuân Hương thì chúng ta thấy xuất hiện những từ để miêu tả về cái cảm xúc của nhân vật trữ tình như là oán hận, sầu thảm, rầu rĩ, mõm mòm. Từ đó chúng ta phần nào hiểu hơn về số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa. Và bắt đầu từ câu số 2 đến câu số 4 thì các bạn có thể triển khai theo cái việc là làm rõ nội dung cần trình bày. Ở phần này chúng ta nhận xét về số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Và chị nghĩ là ở đây thì các bạn đều có thể triển khai được câu này một cách dễ dàng, tại vì chúng ta đã học xong khá là nhiều các tác phẩm liên quan đến người phụ nữ và đặc biệt là số phận của họ trong cái xã hội cũ. Thì chúng ta có thể triển khai một số ý, ví dụ như là số phận của họ là bị chèn ép, rồi là bất hạnh, khổ đau. Và có thể nói rõ ràng hơn, ví dụ như là họ không có quyền quyết định. Cho số phận và cuộc đời của mình. Vì chúng ta biết rằng ở trong thời đại lúc bấy giờ ấy, thì người ta có câu đó chính là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Tức là khi mà ở nhà thì phải nghe theo cha, khi mà lấy chồng thì phải nghe theo chồng, và khi chồng chết rồi thì phải nghe theo con trai. Thì đấy chính là số phận của người phụ nữ trong xã hội xưa, khi mà họ không có quyền lựa chọn quyết định mà họ phải phụ thuộc vào người đàn ông. Và chính cái quan niệm, chính cái chế độ lúc bấy giờ đã đẩy họ vào cái cuộc sống chất chứa đầy bi kịch.
Thì đấy chính là cái số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Và từ đấy chúng ta đã làm rõ được cái nhận xét về số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến từ bài thơ Tự Tình của Xuân Hương. Và câu cuối cùng là câu số 5 thì chúng ta sẽ chỉ nắm làm nội dung, đó chính là khái quát. Phải đánh giá lại. Hoặc là các bạn có thể mở rộng ra một chút xíu, ví dụ như là bảo là số phận của họ thật bất hạnh. Vậy nên là bây giờ ở thời đại lúc bấy giờ thì chúng ta cần phải có những cái nhìn cởi mở và tôn trọng, cũng như là có sự bình đẳng giới để có thể người phụ nữ có thể sống một cuộc sống có ý nghĩa và có thể có quyền tự quyết định cho số phận và cuộc đời của mình. Đấy chính là cái phần mà câu cuối cùng mà chúng ta có thể triển khai. Như vậy thì ở cái phần câu số 10 thì chúng ta chốt lại được rằng là chúng ta có thể từ cái đề này chúng ta có thể khái quát được cái phần lý thuyết. Là nếu như các bạn gặp cái câu hỏi về nhận xét về một điều gì đấy mà trong một cái dung lượng là từ 5 đến 7 dòng có đề, thì nó sẽ yêu cầu các bạn là từ 5 đến 7 câu. Thì chúng ta sẽ chú ý cho chị là câu đầu và câu cuối chắc chắn nó phải là mở đoạn và kết đoạn, thì chúng ta không thể nào mà trực tiếp đi vào được, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải chú ý là đầu và cuối sẽ chắc chắn phải có cái sự khái quát và đánh giá tổng kết lại. Còn các cái câu ở phần giữa, tức là phần thân đoạn, thì nó sẽ nhằm nội dung, đó chính là làm rõ cái vấn đề mà được nêu ra ở trong đề bài. Thì chúng ta sẽ phải dùng các cái biểu hiện, dùng các cái câu. Và chúng ta cũng chú ý cho chị một điều, đó chính là về diễn đạt. Cái phần này thì rất là nhiều bạn mắc phải, nhưng mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, đó chính là thứ nhất là phải sử dụng từ ngữ hợp lý. Chúng ta không thể nào đưa các từ ngữ mà chúng ta thường nói chuyện với nhau ở ngoài đời, tức là từ ngữ mang ngôn ngữ nói ấy, thì đưa vào thì thường nó sẽ không hợp lý trong cách hành văn. Cho nên chúng ta phải sử dụng từ ngữ hợp lý là thứ nhất. Và thứ hai là một lỗi mà chị thấy các bạn cũng thường hay mắc phải, đó chính là đảm bảo thành phần chính trong câu. Thành phần chính trong câu thì nó sẽ bao gồm hai thành phần, đó chính là chủ ngữ và vị ngữ. Do đấy là nếu như các bạn làm văn ấy thì các bạn phải chú ý đảm bảo hai thành phần này nhá. Nếu như các bạn thiếu chủ ngữ, đặc biệt là các bạn hay thiếu chủ ngữ này này, các bạn thường dùng dấu chấm do họ lại viết tiếp một cái vị ngữ ở câu sau, thì đấy chính là thuộc về lỗi diễn đạt. Và các bạn biết là trong cái phần thi của mình ấy thì bao giờ diễn đạt nó cũng có một phần điểm từ 0,25 đến 0,5. Thế các bạn lưu ý cho chị là hãy thật cẩn thận khi làm bài, chọn lọc từ ngữ và cách hành văn của mình để mình không mất điểm ở phần này nhá. Nếu như mất điểm ở phần này thì thực sự rất là đáng tiếc. Cho nên là đấy cũng chính là một cái điều dặn dò nho nhỏ mà chị muốn gửi đến các bạn thông qua cái buổi livestream ngày hôm nay. Và hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau đọc hiểu cũng như là tìm hiểu thông qua 7 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận liên quan đến tác phẩm Tự Tình 1 của nhà thơ Hồ Xuân Hương. Và đây cũng chính là một nội dung mà sẽ xuất hiện ở trong khóa đọc hiểu của học văn chị Hiên. Ở khóa học này thì chúng ta không chỉ đọc hiểu về thể loại, đó chính là thơ đường luật, mà các bạn có thể được cung cấp, mà các bạn sẽ được cung cấp thêm về lý thuyết cũng như các dạng đề thường gặp, những cái cấu trúc để có thể trả lời, và chắc chắn là chúng ta có thể trả lời được một cách đầy đủ và toàn diện nhất để các bạn có thể đảm bảo được là mình sẽ chuẩn bị được những cái kỹ năng và kiến thức cần thiết để đến với kỳ thi cuối kỳ cũng như là các cái bài thi sắp tới. Ở khóa học này chúng ta có thể tìm hiểu và các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ được tìm hiểu và học các thể loại, ví dụ như là thơ này, rồi là truyện này. Trong truyện thì nó sẽ chia ra là truyện hiện đại, rồi nó sẽ có cả tiểu thuyết, rồi là nó sẽ có cả thần thoại, sử thi, hay là chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về ký này, tản văn này. Và cũng có về truyện thơ đối với lớp 11, hay là văn bản thông tin, văn bản nghị luận, thì đều là những cái thể loại văn bản mà chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải trong chương trình lớp 10 và lớp 11. Thì đây chính là cái khóa học đọc hiểu của văn chị Hiên sắp tới sẽ được khai giảng. Vậy nên các bạn, nếu như các bạn cảm thấy được rằng là kỹ năng đọc hiểu của mình cần được cải thiện, hay là các bạn muốn được điểm cao hơn, hay là chúng ta gặp khó khăn gì trong việc đọc hiểu các văn bản khi mà chúng ta thi theo cách thức của chương trình mới, đó chính là ra đề vào một tác phẩm mà chúng ta chưa bao giờ được đọc, nó không có trong sách giáo khoa, thì chúng ta hãy nhanh tay đăng ký khóa học của học văn chị Hiên để có thể nhận được những ưu đãi sớm nhất nhá. Và nếu như các bạn có câu hỏi gì, các bạn có thể để ở phần bình luận, cũng như là có thể gửi về fanpage để các chị có thể hỗ trợ và hướng dẫn thêm cho các bạn nhá. Còn nếu như chúng ta đã hiểu bài ngày hôm nay, chúng ta đã đồng hành với nhau xong bài thơ Tự Tình 1 này, thì chúng ta có thể chào tạm biệt nhau và hẹn gặp lại các bạn ở ngày mai để chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu thêm một cái đề về đọc hiểu mà chị nghĩ là
nó sẽ rất là thú vị và hữu ích khi chúng ta tham gia buổi livestream ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở buổi live ngày mai nhé.